Xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta lại gặp nhau ở video tiếp theo. Và trong video này chúng ta tìm hiểu thêm một chủng ngón tay khác, đó là chủng núi. Đây là những đặc trưng tính cách của chủng núi chung. Tất cả 5 cái chủng núi đều có những tính cách như sau. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao chủng ngón tay núi được gọi là chủng thiên tài. Và nếu không phát hiện ra, người ta gọi là chủng thiên tai. Và núi chỉ có 5% dân số thế giới có mà thôi. Đầu tiên, những người có chủng núi thì họ luôn có một phong thái từng bước làm việc theo quy trình và nguyên tắc. Rất nhiều những bạn mà có chủng núi, họ cảm thấy họ chậm hơn với người khác khi tiếp cận một kiến thức mới. Nhưng đó chính là bản năng của những người núi. Họ cần phải làm theo từng bước, theo quy trình và theo nguyên tắc. Họ không phải là những người như đại bàng là mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh. Không phải như người nước là linh hoạt, hòa đồng, mà họ là những người chậm và rất là chắc. Đó là bản tính của những người chủng ngón tay núi đó. Nên đối với khi các bạn giao tiếp với những người núi, chúng ta cần phải quy trình. Chúng ta cần phải từng bước, phải chi tiết, cụ thể và rõ ràng để cho họ hiểu thôi. Và thông tin càng cụ thể bao nhiêu thì họ tiếp thu càng thích bấy nhiêu. Mình có gặp một người mà chủng 10 vân tay nước thuần, đó là AS 10 vân tay luôn ạ. Có những người mà tầm có cái bạn đấy, khi các bạn đấy lau một cái bảng, bạn lau rất là nhẹ nhàng, từ, rất là chậm, mà mình là người đại bàng mình không thích điều đó một chút nào. Nhưng khi mình hiểu tại sao họ là những người có tính cách như vậy thì mình thông cảm và mình nhìn góc độ khác nhau. Nên cái việc các bạn tìm ra được tính cách của người khác, đó là các bạn đang giúp chính mình cảm xúc của mình đang thay đổi và nhìn nhận người khác ở một cách tốt nhất, đúng với bản chất của họ. Và những người núi được hướng dẫn theo quy trình, thì họ làm rất tốt, và họ cũng có khả năng làm theo quy trình và hướng dẫn người khác theo đúng quy trình. Đó là khả năng của những người nước, của những người núi. Tại sao những người núi là những người trở thành một chuyên gia được? Bởi vì cái khả năng hấp thu vô hạn của họ, đấy là điểm mạnh nhất mà không có một chủng ngón tay nào có được. Khả năng hấp thu vô hạn như một miếng bọt biển thấm nước. Và họ luôn luôn đặt tính an toàn là trên hết. Họ là người thoát ra khỏi vùng an toàn nó cảm thấy rất là khó khăn. Và họ luôn luôn muốn bảo vệ bên trong của mình nhiều hơn. Và trong một cái người mà chưa đủ tin tưởng, họ sẽ không bao giờ họ lao vào như đại bàng nữa. Họ cần giữ khoảng cách, họ cần dè dặt. Đến khi nào họ tin 100% luôn. Nhưng để họ tin được thì cần quá trình rất là dài. Giống như kiểu nước mưa dầm thấm lâu ấy. Các bạn cần phải kiên trì với những người núi nhiều hơn. Các anh chị đang có con là chủng núi, anh chị cần phải kiên trì từng bước một. Đó. Nhưng họ bù lại, họ là người cực kỳ chân thành trong các mối quan hệ. Luôn luôn những người núi là những người trung thành, trung thủy. Họ luôn luôn chơi rất sâu với những người bạn bè của mình. VKD, VKC, VKI chơi dốc bao nhiêu thì VKD thì chủng núi lại chơi sâu bấy nhiêu. Chơi sâu ạ, chơi thân đấy. Đó. Và họ có khả năng hấp thu như một biển. Đây chính là điểm mà giúp cho họ trở thành thiên tài đó. Không phải chủng ngón tay nào cũng có khả năng ghi nhớ, khả năng tiếp thu kiến thức từng bước một đông. Nhưng người núi, những người có chủng núi là những người có khả năng như vậy. Đây là những đặc trưng chung của tất cả những chủng núi. Chúng ta sẽ đến những cái video riêng của các chủng núi khác nhau trong 5 chủng núi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.